Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Đông Anh Sóc Sơn. Em Hùng đang có mặt tại đường Hùng Sơn, cách mặt phố Cao Lỗ khoảng 50 m. Em có thông tin lô đất tại tổ 1, diện tích 55,9 m², có tầm tài chính chỉ trên 2 tỷ, vị trí trung tâm, tiện ích thì vô cùng đẳng cấp. Phía trước anh chị đây là đường Hùng Sơn, được đấu nối từ đường Cao Lỗ, cách đây chỉ 50 m. Vào với đường Phúc Lộc ở bên dưới kia. Từ đây thì anh chị có thể nhìn thấy phía sau của nhà thi đấu mới huyện Đông Anh. Bên cạnh đây là bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Đây là đường vào lô đất. Phía trước là công viên đang được xây dựng. Lô đất này các anh chị chỉ đi ra khoảng 20 m thì ra tới công viên này, một tiện ích có thể nói là rất đẳng cấp. Đường ở đây thì trong thời gian tới sẽ được trải nhựa thông thẳng ra đường Cao Lỗ, đường rất là to và đẹp. Anh chị rẽ vào bên tay phải đây, lô đất thì nằm ngay bên cạnh nhà văn hóa. Tới nhà văn hóa thì các anh chị rẽ bên tay phải. Đây phía trước là lô đất em gửi thông tin tới các quý anh chị. Ô tô đỗ ngay cửa nhà. Lô đất ở đây thì có 3 lô đất. Lô đất em gửi thông tin tới các quý anh chị là lô ở giữa, lô trồng rau. Vị trí được xác định là từ bên mép tường bên này, hất qua mép tường bên kia. Diện tích chính xác của lô này là 55,9 m², mặt tiền là 3,83, tiền hậu bằng nhau, chiều dài là 14,52. Lô đất này thì nằm trên đoạn đường cụt. Tuy nhiên thì ô tô đỗ cửa và với một vị trí nằm ở trung tâm. Nằm ngay tại tổ 1. Đứng từ vị trí này thì các anh chị có thể nhìn thấy phía sau của Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Đây chính là Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, nằm ngay trên mặt đường Cao Lỗ. Bên cửa ở đây thì với những bất động sản ở trên khu vực thị trấn, ở trên khu vực thị trấn Đông Anh thì bất động sản có giá rất là cao, vì vậy mà dân cư ở đây thì cũng phải là những công nhân viên chức có thu nhập khá là cao mới có thể sở hữu được bất động sản ở đây. Nằm ở ngay trung tâm thị trấn và rất nhiều các cơ quan hành chính thì nhu cầu sở hữu bất động sản ở khu vực trung tâm thuận tiện cho công tác, thuận tiện cho công việc, sinh sống và học tập, cũng như là nhu cầu thuê để ở cũng khá là cao. Các anh chị mua để ở thì vị trí này có thể nói là khá là phù hợp. Các anh chị nhà đầu tư ngoài đầu tư ra vốn thì có thể khai thác kinh doanh đồng tiền. Ở một vị trí trung tâm này thì nhu cầu thuê nhà cũng khá là cao.
Đường này thì chạy thẳng ra tới cổng nhà văn hóa huyện Đông Anh. Từ vị trí này thì cách mặt phố Cao Lỗ chỉ khoảng hơn 100 m, cách đường quốc lộ 3 khoảng 800 m, cách ngã ba đường đi Cổ Loa khoảng 500 m, với đầy đủ tiện ích và giao thông thuận lợi. Các anh chị quan tâm tới bất động sản này, vui lòng liên hệ trực tiếp cho em Hùng theo số điện thoại 0978 444 393. Ngoài thông tin bất động sản huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn, em Hùng còn cung cấp các dịch vụ về pháp lý bất động sản, dịch vụ đo đạc đất đai, chia tách sổ đỏ, cấp sổ đỏ lần đầu và hỗ trợ tài chính. Các anh chị quan tâm vui lòng liên hệ cho em hoặc bình luận ở bên dưới phần mô tả của video này. Các anh chị nhớ like, share và đăng ký kênh để cập nhật các thông tin bất động sản mới nhất. Video ngày hôm nay của em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị ở những video lần sau.